Thông thường chúng ta vẫn luôn thấy những mối quan hệ rất tốt giữa những cầu thủ chơi cùng ở cả đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Đó là những sự thân thiết giữa Giroud và Kanté hay giữa Mao và Chilwell. Điều đó như một lời khẳng định rõ ràng Chelsea là nơi ẩn chứa những tình bạn đẹp. Nhưng tình bạn ấy có lẽ chỉ đẹp khi không có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác. Nghe đến đây, có lẽ bạn cũng đã biết tình bạn chúng tôi đang nói đến là ai. Không còn ai khác, đó là Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois, đồng đội cũ của nhau ở Chelsea và vẫn đang cùng khoác áo đội tuyển Bỉ. Cả hai cầu thủ đều thuộc thế hệ vàng của đội tuyển quốc gia Bỉ và trùng hợp là họ đều không có duyên gắn bó quá lâu ở Chelsea thời gian đầu. Thế nhưng những điều tốt đẹp đó đều không còn nữa, nhất là sau scandal tình cảm liên quan trực tiếp đến cả đời sống của Kevin De Bruyne lẫn Thibaut Courtois. Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois từng có một tình bạn đẹp. Họ là những cầu thủ Bỉ thuộc lứa 9X đời đầu, thành danh tại Gong trước khi sang Chelsea. De Bruyne sinh năm 1991, lớn hơn Courtois 1 tuổi và sang Chelsea muộn hơn 1 năm. Tại đó họ chưa có dịp thi đấu chung với nhau một trận nào. Courtois được cho Atletico Madrid mượn rồi trở lại London sau 3 năm. De Bruyne sang Đức đá cho Bremen rồi Wolfsburg trước khi trở lại Anh khoác áo Man City. Kevin De Bruyne đã có tính nghịch ngợm từ nhỏ nên không có gì lạ khi anh trở thành một bad boy khi lớn lên. Anh đã từng trốn khỏi trung tâm huấn luyện của Chelsea để bỏ đi chơi một quán bar ồn ào vào năm 2012 và bị phạt 100.000 bảng. Không rút kinh nghiệm, De Bruyne lại tiếp tục vượt rào trong chuyến du đấu ở Mỹ của Chelsea vào tháng 7 năm 2012. Anh không tham dự buổi tập để đi chơi ở Miami, tổ chức một bữa tiệc với những cô gái xinh đẹp. Trong lúc say khướt, De Bruyne còn ném một chai rượu vào đầu của Chris Jones. Huấn luyện viên thể lực của Chelsea đã vất vả đến đó để thuyết phục De Bruyne quay lại tập luyện. Đó cũng chính là giọt nước trào ly khiến De Bruyne bị Chelsea đẩy sang với Bremen. Một năm ở Bremen, tiền vệ này cũng kịp sưu tập hai phiếu phạt của cảnh sát khi lái xe trong tình trạng say rượu. Vòng trong thời gian tu nghiệp ấy, một chuyện tình tay ba đã diễn ra, khiến phòng thay đồ nội bộ của Chelsea rối như tơ vò vì nó gợi lại scandal tình ái ồn ào tương tự như của John Terry và Wayne Bridge ngày trước. Câu chuyện nên bắt đầu bằng một cái tên, Caroline Lennon. Cô là một cô gái xinh đẹp người Bỉ, là bạn gái cũ của Kevin De Bruyne khi anh còn là cầu thủ trẻ, 21 tuổi và đang khoác áo câu lạc bộ Đức Werder Bremen. Số là Caroline Lennon bị phát hiện có quan hệ tình cảm với Courtois Madrid. Truyền thông Anh gây rúng động khi đưa tin Courtois đã cắm sừng người đồng đội ở đội tuyển Bỉ là Kevin De Bruyne ngủ với bạn gái của anh. Chẳng giấu giếm câu chuyện, Caroline Lennon tuyên bố qua lại với Courtois ít tháng còn hạnh phúc chán so với mấy năm bên De Bruyne. De Bruyne đã rất suy sụp sau khi biết chuyện. Mọi chuyện được báo chí phanh phui, cuộc tình tay ba bị phát hiện và ngay lập tức De Bruyne đá bay cô bạn gái xinh đẹp, đồng thời cạch mặt người đồng đội đồng hương. Các huấn luyện viên ở đội tuyển Bỉ phải đứng ra dàn xếp để họ không cạch mặt nhau như Terry và Bridge ở tuyển Anh ngày nào, và họ làm được. De Bruyne và Courtois gặp nhau trên sân tập, vẫn bắt tay và thậm chí còn đùa giỡn. De Bruyne có lẽ đã tha thứ, anh không quá quan tâm về cô gái kia nữa, nhưng không thể nào quên đi nỗi đớn đau khi bị người yêu và người bạn thân phản bội. Nỗi đau bị phản bội bởi những người yêu thương nhất có lẽ là đau đớn gấp vạn lần thông thường. Anh đã kể lại quãng thời gian khổ sở đó trong cuốn tự truyện Keep It Simple. Caroline Lennon, bạn gái cũ của anh, cũng không chịu thua kém khi lên tạp chí Story tố cáo De Bruyne. Cô nói, vào mùa hè năm 2012, Kevin đã thú nhận với tôi rằng anh ta đã quan hệ bí mật với người bạn thân nhất của tôi. Tôi yêu cầu anh ta phải lựa chọn là tôi hay là cô ta. Tôi sẵn sàng bỏ qua những mối quan hệ của chúng tôi không còn như trước nữa. Sau đó tôi đi Madrid và Kevin cho rằng đó là một quyết định tốt. Khi tôi ở đó làm việc, tôi để cho cả hai có thời gian và khoảng trống để suy ngẫm về mối quan hệ. Nhưng có một ngày Thibaut mời tôi đi ăn tối và đã làm điều mà Kevin không bao giờ làm cho tôi trong 3 năm qua. Lắng nghe tôi nói chuyện, để tôi nói về mọi việc và còn chuẩn bị cho tôi một bữa ăn ngon. Kevin chưa bao giờ làm như vậy. Lúc đó tôi nghĩ Kevin đã lừa dối tôi, vậy sao tôi không trả đũa? Theo Lennon, cô gặp Courtois trong một chuyến du lịch ở Madrid, nơi thủ môn này đang bắt cho Atletico Madrid theo diện cho mượn từ Chelsea. Courtois hôm đó đã mời cô ăn tối và buông những lời đường mật cô chưa từng được nghe từ De Bruyne trong suốt 3 năm hẹn hò. Và màn ông ăn trả bán ăn em đã diễn ra như thế. Sau này Courtois phát hiện anh cũng chỉ là dạng lấp đầy chỗ trống nên lập tức chia tay. Câu chuyện tình phức tạp khép lại, nhưng như lời của Caroline nói, mọi thứ không bao giờ như cũ được nữa. Lennon sau đó cũng chủ động chấm dứt cuộc tình với Courtois khi anh chàng này trở lại Anh khoác áo Chelsea. Thế nên khi De Bruyne tung ra cú sút không thể cản phá vào lưới Courtois, những người biết câu chuyện giữa họ ngày xưa không khỏi đưa ra một sự liên kết kiểu như đấy là cách De Bruyne báo thù cho chuyện tình ngày xưa vậy. Tuy nhiên, từ giữa năm 2013 đến tháng 6 năm 2014, báo chí đã có những tin đồn rằng De Bruyne là người đồng tính. Theo đó, De Bruyne đã đuổi cô bạn gái Lennon kia ra khỏi nhà vào ngày kỷ niệm của họ vào giữa tháng 6 năm 2013. Đồng thời, các camera ở một khách sạn ở Tây Ban Nha đã ghi lại cảnh De Bruyne đến nhận phòng. Vài phút sau, người bạn ở chung với De Bruyne cũng đến và đó không phải là một cô gái quyến rũ nào mà lại là một người đàn ông.
Việc này cùng với thói quen của De Bruyne hay lùi tới những quán bar dành cho người đồng tính và tham gia các nhóm mạng cho người chuyển giới khiến cho những nghi ngờ về giới tính của anh ngày càng nhiều. Chỉ đến khi World Cup 2014 kết thúc, De Bruyne mới nói rõ rằng anh đã chủ động chia tay với Lionel vì mẹ không chấp nhận. Để tránh bị ép phải lấy con gái một người bạn của mẹ anh, De Bruyne đã thông minh khi giả vờ mình là gay và thoát khỏi tình huống khó xử này. Mọi lùm xùm liên quan đến tình ái giữa De Bruyne Courtois chỉ chấm dứt khi có sự xuất hiện của một người con gái, đó là vợ của Kevin De Bruyne hiện tại và cũng là mẹ của các con anh. Mùa giải 2014-2015, De Bruyne thăng hoa trong màu áo Wolfsburg. Khi ấy, Wolfsburg diễm trệ ở vị trí thứ hai Bundesliga, chỉ sau gã khổng lồ Bayern Munich. Phía sau thành công vô cùng ấn tượng ấy của De Bruyne có bóng hình cô bạn gái mới của anh, Michele Lacroix. Người đẹp tóc vàng sinh ra tại Gang mang đến sự cân bằng và ổn định tuyệt vời cho De Bruyne ở hậu trường. Đôi trai tài gái sắc quen nhau từ cuối năm 2013, nhưng sang hè 2014 mới công khai hẹn hò. Có rất ít thông tin về chuyện hẹn hò của De Bruyne và Michele, bởi Michele thuộc mẫu phụ nữ xinh đẹp mà giản dị, táo bạo mà chừng mực và không thích lên mặt báo. Trái ngược với Lionel, Michele không phải mẫu người thích lùm xùm. Khi cả hai còn hẹn hò, Michele đang là sinh viên một trường đại học ở Bỉ. Ngoài chuyện học và thi cử, Michele chỉ đi làm thêm để lấy kinh nghiệm tự lập, chứ không đặt nặng chuyện kiếm tiền hay tiến thân, nên cô không dính phải điều tiếng gì qua công việc nhạy cảm và nhiều cám dỗ này. Sau khi gặp và yêu Michele, De Bruyne không còn lang thang tình ái như trước kia. Thay vào đó, anh hoàn toàn chuyên tâm vào sự nghiệp, tập trung vào ghi bàn và kiến tạo cho đồng đội. Và hiện tại, sự nghiệp của De Bruyne thăng hoa như thế nào, chúng ta có lẽ đều đã rõ. Anh là một trong những ngôi sao lớn nhất của Premier League và anh cũng có một gia đình viên mãn với người vợ xinh đẹp Michele, người phụ nữ đã ở bên anh nhiều năm và những đứa con đáng yêu. Nếu như bắt gặp bức ảnh Kevin De Bruyne cầu hôn một người con gái thì hãy nhớ rằng đó là vợ của anh hiện tại chứ không phải cô gái bội bạc đã cắm sừng anh để tòm tem với Courtois đâu nhé. Còn Thibaut Courtois, số trăng hoa của anh có lẽ dài hơn De Bruyne. Sau lần đó, Courtois còn có hai lần nữa mang danh kẻ phản bội. Năm 2014, Courtois bị lộ scandal tình ái đầu tiên khi đang chơi cho Atletico Madrid. Thủ môn người Bỉ có quan hệ với cô gái làm PG ở các quán bar, Jenny Sanchez. Chuyện bị bại lộ khi Sanchez tiết lộ mọi chuyện trên tạp chí Interview. Lúc đó, Courtois đã yêu Dominguez được một năm. Cô đã tha lỗi cho Courtois và quyết định duy trì mối quan hệ với cầu thủ bóng đá này. Họ cùng nhau sang Anh khi Courtois quay về Chelsea. Tuy nhiên, câu chuyện về sự không trung thành của Courtois vẫn chưa kết thúc. Cùng năm đó, truyền thông Anh đã gây chấn động khi tiết lộ Courtois đã lừa dối đồng đội ở đội tuyển Bỉ là Kevin De Bruyne quan hệ với người yêu của anh ta, Caroline Lynette. Dominguez như chết lặng khi nghe tin, nhưng rồi cô gái nhỏ nhắn đó một lần nữa lại chọn cách tha thứ. Họ có thời gian hàn gắn hạnh phúc cho tới khi Dominguez mang thai lần hai. Dominguez lựa chọn trở về Tây Ban Nha một thời gian trước khi lâm bồn để có được sự chăm sóc tốt nhất. Tuy nhiên, Courtois gây thất vọng hơn với tất cả người hâm mộ khi chia tay cô khi cô vẫn đang mang bầu con trai anh. Chàng thủ môn số 1 của Chelsea bỏ rơi cô bồ là vì đã có người tình mới, Delaney Royal, 19 tuổi. Tất nhiên, Courtois vẫn sẽ là một người bố tốt dù anh không hề là một người chồng tốt, người bạn trai tốt. Tưởng chừng Courtois sẽ mãi lồng bồng như thế cho đến khi anh gặp được cô bạn gái xinh đẹp người Israel, Michelle Gezik. Courtois và Michelle chính thức quen nhau sau Euro 2020. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 8 năm 2021 khi Courtois ký hợp đồng mới với câu lạc bộ Real Madrid. Tình yêu đến Courtois chơi ngày một thăng hoa khi cùng với câu lạc bộ của mình lên ngôi vô địch Champions League. Chức vô địch mà nhiều đồng đội thuộc lứa vàng của đội tuyển Bỉ còn chưa có và ngay cả Kevin De Bruyne cũng lỡ hẹn. Chính anh đã đánh bại Man City của De Bruyne tại bán kết C1 mùa giải năm trước. Nhờ có tình yêu, Courtois đã trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở mùa giải năm đó. Cưới vợ phải cưới liền tay. Nhận ra Michelle là định mệnh và cũng là may mắn của mình, Courtois cầu hôn Michelle Gezik vào tháng 6 năm 2022 trên một chiếc du thuyền ở bờ biển Amalfi của Ý. Cả hai rất yêu thương và tôn trọng nhau, cũng như văn hóa và tôn giáo của nhau. Đừng quên là hôn phu của Courtois hiện tại là Michelle Gezik chứ không phải bạn gái cũ của De Bruyne nhé. Giờ cả hai người họ hoàn toàn không còn dây mơ dễ má gì với nhau nữa đâu. Tình yêu có thể phức tạp nhưng ít nhất cả hai cầu thủ xuất sắc của đội tuyển Bỉ đều có được một người phụ nữ của cuộc đời mình. Sau cùng có lẽ mọi thứ đều trôi đi và những gì thuộc về quá khứ nên ngủ yên ở quá khứ. Hãy hạnh phúc cho họ, cho De Bruyne vì có một gia đình thật hạnh phúc với Michelle Lacroix, cho Courtois với một mối tình đẹp với Michelle Gezik.